Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp câu tre, làng bên băng qua kinh núi tình miền quê, buồn vui dân trong làng ra nghỉ chung hè, làng mà nghe ai hát đêm về. Hỏi rằng ai nâng niu mấy nhịp câu tre, làng nghe ai ca trong nắng chiều vàng hoe, câu tre bao nhiêu hè vui một câu về, để lòng ai quên hết nao nề. Ngày đêm bắt nhịp câu tre cho chàng là chàng ở bên ấy, thương em là em ở bên này. Câu tre tích tích tinh tang, câu tre tang tình 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 rằng nhớ ở đây, thương nhau mà thương nhau, cởi áo cho nhau về nhà. Mẹ hỏi qua cầu, qua cầu thưa rằng thưa rằng thưa, qua cầu gió bay. Qua lấy chồng làng bên, nhờ ai ai đem ngô lúa về ngoài hiên, cầu ơi ai đem tình gieo trải khắp miền, lòng cầu như đôi cánh chim hiền. Chiều nay trăng trong xanh nhớ nhịp câu duyên, cầu ơi ai đâu quên những chiều thân tiên, lòng mong mãi cho dù sông cạn đá mòn, chỉ câu kia muốn kia vẫn còn. Ngày đêm bắt nhịp câu tre cho chàng là chàng ở bên ấy, thương em là em ở bên này. Câu tre tích tích tinh tang, câu tre tang tình tình rằng nhớ ở đây, thương nhau mà thương nhau, cởi áo cho nhau về nhà. Mẹ hỏi qua cầu, qua cầu thưa rằng thưa rằng thưa, qua cầu gió bay. Beep.
Edwin mến chào tất cả quý vị, chúng ta đã về dự buổi tiệc tân gia mừng ngôi nhà mới cho gia đình anh Vũ và chị Phượng. Vâng, và để mở đầu cho chương trình buổi tiệc tân gia chiều hôm nay, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với nhóm múa DNS đến từ Dĩ An, Bình Dương. Vâng, xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả quý vị. Nhà là nơi bố đồng tình cùng con lao vào bếp, mẹ vừa nêm đã tươi cười, đồ ăn ngon được phết. La 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 la. Nhà là nơi cứ rộn ràng làm say mê nhà khác, tình tình tăng bố trai đàn hòa theo con mẹ hát. La 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 la. Con ôm cái nhẹ, nhà là nơi ấm êm lắm, tình thương mến thương. Lớn con phải đỡ đần những tháng năm mẹ ân cần, nhà là nơi chúng ta sớt chia nhau suốt đời. Nhà là nơi có góc tường ngồi xem phim đầm ấm, cả nhà kết quốc trên giường mẹ ra xa ngồi chăm. La 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 la. Nơi bố buồn phiền vì anh hai cảm nắng, mẹ tìm mua thuốc ra liền, mẹ thương con nhiều lắm. La 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 la. Bố đi làm đã về nhớ lắm, con ôm cái nhẹ, nhà là nơi ấm êm lắm, tình thương mến thương. Lớn con phải đỡ đần những tháng năm mẹ ân cần, nhà là nơi chúng ta sớt chia nhau suốt đời. Nhà là nơi bố về nhì vì bơi như người nhai, mẹ thì trông vẫn kiên trì tập theo con chậm rãi. La 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 la. Bố đi làm đã về nhớ lắm, con ôm cái nhẹ, nhà là nơi ấm êm lắm, tình thương mến thương. Lớn con phải đỡ đần những tháng năm mẹ ân cần, nhà là nơi chúng ta sớt chia nhau suốt đời. Bố đi làm đã về nhớ lắm, con ôm cái nhẹ, nhà là nơi ấm êm lắm, tình thương mến thương. Lớn con phải đỡ đần những tháng năm mẹ ân cần, nhà là nơi chúng ta sớt chia nhau suốt đời. Chắc bố mẹ sẽ ra, chắc chắn bố mẹ sẽ ra, cả hai con nhớ con. Vâng, tất nhiên rồi. No, in English. Yes, of course. La 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 la. Cùng Nu và Hương chia sẻ cảm xúc về gia đình với hashtag nhà là nơi và bộ Famicom mừng ngày gia đình Việt Nam. Vâng, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho nhóm múa đến từ Dĩ An, Bình Dương. Vâng, xin được hân hoan mến chào tất cả quý vị chúng ta đã về dự buổi tiệc tân gia mừng ngôi nhà mới cho gia đình anh Vũ và chị Phượng. Vâng, và lời đầu tiên cho phép ban tổ chức cũng xin được thay lời cho nhà hàng Mỹ Luân cùng với ban nhạc Hồng Vân xin được gửi tới gia đình cùng tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, và như nãy giờ thì tất cả quý vị chúng ta cũng đã tham quan ngôi nhà mới của anh Vũ và chị Phượng rồi, phải không ạ? Vâng, một ngôi nhà rất là hiện đại, trẻ trung và sang trọng, và ngôi nhà được gia chủ, kỹ sư cũng như nhà thầu của chúng ta phối hợp thiết kế theo một không gian mở rất là hiện đại, trẻ trung và sang trọng. Vâng, ngôi nhà bên trong được thiết kế được phối theo hai màu sơn chủ đạo, đó là màu trắng và màu kem. Vâng, hai màu này tạo cho chúng ta một cảm giác đó là vừa mát vừa sáng hơn. Vâng, và ngoài ra thì được phối thêm một số màu sơn khác nữa làm cho ngôi nhà trở nên trẻ trung, sang trọng và hiện đại. Vâng, và để đạt được cái thành quả như ngày hôm nay thì có thể nói rằng anh Phú và chị Phượng của chúng ta cũng đã phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời
để đổi lấy được cái thành quả những ngày hôm nay. Vâng, và giờ đây xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chúc mừng cho anh Vũ và chị Thường của chúng ta có được một ngôi nhà mới. Thưa tất cả quý vị, vâng, xin mời quý vị, anh Vũ và chị Thường sẽ tiến về sân khấu. Vâng, anh xin được trân trọng kính mời. Trên sân khấu của chúng ta, anh Vũ và chị Thường, họ chính là chủ nhân của ngôi nhà mới, chủ nhân của buổi tiệc tăng gia chiều hôm nay. Vâng, và giờ đây xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn nữa để chúc mừng cho gia đình anh chị có được một ngôi nhà mới khang trang và hiện đại. Thưa tất cả quý vị, hôm nay thì trong một bầu không khí rất là hạnh phúc thì anh Vũ và chị Phượng chúng ta cùng muốn có đôi lời xin được gửi tới tất cả quý vị. Vâng, cho phép ban tổ chức xin được trân trọng kính mời anh Vũ. Quý vị khách quý và cùng toàn thể bạn bè gần xa thân thích, hôm nay gia đình chúng tôi tổ chức một tiệc tân gia và có mời tất cả các quý vị đến đây để cùng chung vui với gia đình chúng tôi. Gia đình chúng tôi hết sức là hạnh diện và cảm ơn. Xin quý khách có gì sơ sức thì quý khách thông cảm và bỏ qua cho gia đình chúng tôi. Và trước khi hết lời, tôi xin kính chúc quý khách được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực và chúc một bữa tiệc thật là ngon miệng. Tôi xin phép hết. Đầy đủ ý nghĩa của anh Phú. Vâng, anh một lần nữa thì cũng cho phép ban tổ chức cũng xin được thay lời cho gia đình anh chị xin được chân thành cảm ơn những tình cảm thân thương của quý vị. Quý vị cũng đã không ngại đường xá xa xôi cũng như bỏ thời gian và công việc riêng tư của mình để về đây chúc mừng cho gia đình anh chị có được một ngôi nhà mới khang trang, hiện đại và trẻ trung. Vâng, một lần nữa xin được thay lời cho anh chị xin được gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành sâu sắc và thật nồng nhiệt nhất. Và đây xin mời anh chị chúng ta cùng trở về bàn tiệc để đón nhận những lời chúc mừng từ tất cả quý vị. Vâng, xin được trân trọng kính mời.
nào sẽ khi melody a mea de do care place tuturor. Nu răspunzi la SMS, eu scriu al tine des. Poate m-am purtat durit, dar să știi că te-am iubit. Mă înnec în ochii tăi, la 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 lei. Plânge lumea după ei, la 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 lei. Ești un ninja pe pământ, despre tine cânt și zi și noapte, la la lei. Mă înnec în ochii tăi, la 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 lei. Plânge lumea după ei, la 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 lei. Ești un ninja pe pământ, despre tine cânt și zi și noapte. Mergi cu mine în vis, am să te învăț să râzi. Și-am să schimb până în zon cântecel meu de dor, meu de dor. Nu răspunzi la SMS, eu îți scriu atât de des. Poate m-am purtat durit, dar să știi că te-am iubit. Mă înnec în ochii tăi, la 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 la. Lumea după ei, la 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 lei. Ești un inger pe pământ, despre tine cânt și zi și noapte, la la lei. Mă-nec în ochii tăi, la 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 lei. Plânge lumea după ei, la 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 lei. Ești un inger pe pământ, despre tine cânt și zi și noapte. Lớn cho nhóm múa DNS đến từ Dĩ An, Bình Dương. Thưa tất cả quý vị,